chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký để ủng hộ kênh ạ. Mời các bạn cùng xem tập 17, gia đình mình vui bất thình lình. Hà và Trâm Anh sau khi quay lén được cảnh nóng của Công và Mai ở trang trại đã quyết định đi dằn mặt Tiểu Tam. Dù hết mực can ngăn, nhưng với thái độ hỗn láo cũng Mai, cả Hà và Trâm Anh cũng đành bó tay, trở về nhà với tâm trạng đầy ấm ức. Hà không ngờ với một người từng xông pha trận mạc, bao lần dằn mặt Tiểu Tam của chồng, nhưng phải chịu thua một cô thực tập sinh mới 22 tuổi. Cục tức này Hà không biết làm sao cho hết. Về phần Trâm Anh, vì mới vào nhà chồng, dù không biết trước đây ra sao, nhưng cô cảm thấy thương chị Phương, người luôn giúp đỡ mình trong chuyện gia đình, bên nút. Phương cũng là người bảo vệ cho Trâm Anh ngay từ ngày đầu vào làm dâu. Nay thấy chị mình bị chồng cắm sừng, Trâm Anh đau đớn, day dứt như chính mình đang đau. Trâm Anh quyết định đi kể hết những chuyện đã thấy cho bà Cúc nghe. Mẹ ơi, tụi con nghi ngờ anh cả ngoại tình nên đã theo dõi. Không ngờ điều đó có thật mẹ ạ, họ rất tình cảm với nhau. Bà Cúc nghe nói liền hỏi, có phải có bé ở trang trại không? Mẹ đã nói chuyện với nó một lần, đã cảnh cáo anh trai con đã có vợ, thế mà giờ như vậy sao? Trâm Anh nói với bà Cúc, dạ đúng rồi mẹ, con định không nói ra, nhưng con chịu không được khi chứng kiến cảnh đó. Tội nghiệp cho chị Phương quá mẹ ơi. Bà Cúc lắc đầu ngao ngán với các cư xử của Công. Bà không biết sẽ xử sao với thằng con trai mà bà xem là nghiêm túc nhất nhà. Liệu bà Cúc khi biết chuyện có kể cho ông Toại, Công sẽ phản ứng sao nếu biết Hà và Trâm Anh theo dõi mình? Mọi người nhớ đăng ký để đón xem các tập tiếp theo trên Kamita TV nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.